quanh đó chút xíu đi. Ừ, dạ đâu có sao đâu, em chỉ nói con gà trống thôi. Là sao? Thì cũng như là anh kêu bằng con gà trống. Ừ. Còn em thì em nói là con gà trống là chồng của em. Ừ. Nhưng mà chị nè, chị cho em hỏi coi bây giờ là cái nguyên do vì sao mà chị lại khi mà chị mua anh gà trống về, là khi chị thấy anh gà trống ở ngoài chợ hoặc trên đường người ta bán đó, chị có thấy cái gì? Rồi cái bụng này là chắc cũng được mọi người mới tặng ha. Dạ dạ. Thấy cũng còn mới lắm mà. À anh có cái anh kia ảnh thấy em cắt rồi. Dạ. Cái bụng ở trong đó nè. Dạ. Mà nó bị cắt tay to rồi. Khoan chị cho em kẹp cái này vô kia. Rồi Nè anh mới thấy tụi người ta mua cho. Dạ. Ừ, ta cho cái mền đó nè. Mà mền này mỏng quá, không có nằm được. Sao vậy? Dạ. Em cũng không biết làm sao nữa. Dạ. Cái mền mỏng lét à. Ở trong đây có con gì vậy? Dạ, hai chú én nhỏ. Hai chú én nhỏ à? Dạ. Là chú gì vậy? Đây nè. Cho giỏi lên coi cái ha. Dạ. Anh dạy, anh không có anh thợ tay cho anh dạy qua đây coi nè. Dạ. Chị cũng dễ thương quá. Bên là Trương bị kẹt. Chị cũng không biết chị từ đâu đến đây luôn. Dạ không ạ. Dạ. Mà nói chung là chị ở đây cũng được cũng bao lâu rồi chị? Dạ hơn nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng rồi ha. Dạ. Thôi, tiếp tục nấu đồ ăn đi. Dạ em nấu xong rồi. Dạ em nấu xong rồi nè. Rồi ngoài chị ra đây còn ai nữa không? Dạ còn cái chú gà trống kìa. Chú gà trống. Sao mát nè. Chết mẹ, anh dặn anh đi đâu rồi? Kìa kìa. Chú gà trống đó là sao? Nè. Dạ. Nè anh qua bên đây anh coi đi. Chưa dọn dẹp chỗ này nữa, bởi vì mất vệ sinh quá. Anh thấy em ở là mất vệ sinh lắm. Nhà này hôm trước em mới là ở hơn nửa nhà gác luôn. Gác nè. Em lùa cái nè. Mà sao mà gác dữ vậy? Em có biết nhà này sao có gác đâu. Dạ. Quá trời gác trởn. Dạ. Ai đuổi em đi em hút gác em bỏ vô lọ á. Dạ. Mà có ai đuổi không? Ừ, cũng có nhiều người ta nói người ta đuổi đi đó, người ta không cho ở đây. Thì bỏ gì em có biết đâu. Sao kỳ vậy? Mình ở mình cũng đàng hoàng mà. Mình có quậy phá gì không? Không. Chị có quậy phá gì không mà người ta bộ đuổi mình đi? Có, em hay chậm giặt lắm. Dạ. Chị chậm giặt của ai vậy? Ai để hở em ăn chậm không ạ? Dạ. Em nghĩ thì chị thường thì chắc chị cũng lấy những cái đồ ăn vậy thôi chứ có cái gì đâu hả? Đâu có. Đồ ăn nói gì. À, anh thấy ăn nè quá trời luôn đó đó. Người ta cho chị hay sao? Dạ không có. Tối em đi kiếm chai á, bệnh á, người ta cho. Đi kiếm gì? Kiếm chai. Kiếm chai hả? Dạ. Ui, ngộ vậy. Kiếm chai là nha. Chai là gì? Chai là cái gì? Là cái này nè. Là chai nước á ha. Dạ. Ai chà. Đẹp quá, bây giờ chị không biết chị là người ở đâu mà từ đâu đến đây luôn. Dạ, em cũng không biết em từ đâu đến đây. Dạ. Vậy là chị... Bài gì em cũng biết hát hả Trang? Bây giờ chị hát tặng em... cô chú anh chị khán giả trên đây một bài nào mà chị thường hay ưa hát mà hát hay nhất á. Không, anh thích hát bài gì nhất? Thường là chị hát nhạc gì? Tăng cổ hay là ca nhạc? Không phải, anh thích hát bài gì nhất? Em hả? Ừ. Em thì em không có thích hát bài gì chứ. Còn sao kỳ vậy? Vậy, vậy không lẽ anh không có dân nghệ sao? Em không có máu dân nghệ. Em nhìn chị mà chị nói vậy mới đi nè, hình như chị có máu dân nghệ nè. Cái gì đó ốm quá nha. Bây giờ chị hát tặng cho khán giả một bài đi. Em biết hát cái gì đâu. Ủa sao chị nói chị biết hát? Em hỏi anh biết ca không? Rồi em biết ca rồi, chị có ca được không? Bởi vậy em hỏi anh biết ca bài gì? Chi vậy? Mẹ em chỉ hỏi vậy thôi. Còn chị biết ca không? Em biết ca, mà anh biết ca bài gì? Bài... Bây giờ mình lấy cái bây giờ...
bây giờ không biết mắc sao ta. Thường là chị ca những bài gì? Ai mà mới biết đâu. Ca là gõ luôn. Ca là gõ luôn. Gõ là gõ sao? Gõ bo hay gõ sao? Em đâu có bo, giờ em có gì em gõ nấy nè. Rồi. Bây giờ chị hát tặng một bài đi rồi em gửi tiền cho chị rồi em đi. Không không, anh thích hát bài gì anh nói tựa bài đi, ta gõ cho anh nghe. Bài Sương này con không về. Không, em không thích cái bài đó. Chứ chị thích bài gì? Hay là bài thôi bây giờ thôi thêm một bài nữa đi, lòng mẹ đi. Không luôn, em thích bài lòng cha thôi. Rồi, chị thích bài lòng cha thì thôi giờ chị tặng cho khán mà giả. Mà cũng không cha. Thích bài đó nè. Em thích bài gì? Phủ tướng vậy đó. Rồi, vậy chị hát đi. Vậy em hát bài chúc Tết cho anh phải không? Đúng rồi, chị hát bài chúc Tết đi. Bây giờ mùa xuân. Nãy em gõ cho anh nè. Dùng gì? Thôi, mà ca bài đó không biết gõ được không? Không biết gõ sao lên quên rồi. Quên rồi. Thì bây giờ thích sao hát vậy đi. Khúc không biết gõ luôn. Giờ em hát bài gì? Bài gì? Ngồi nhìn mây trôi bay, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trăm cơn mơ chiều nay lại thầm tên anh. Hay quá. Nhìn là ô xa cành, mà tìm đâu về những hướng. Người nói đi cho bao tay người tìm vẫn trong anh. Trong về đêm, em như con thiếu than xưa cầm đời. Trong về đêm, em đi theo những thằng đã rời đi. Trong về đêm. Rồi quên mẹ đó rồi anh ơi. Quên rồi. Quên rồi hả? Mà chị ca hồi đó là như cái đó, cái bài đó cũng thể hiện cái tâm sự của mình nè. Sống về đêm là sao? Là khi đó là chị đi lang thang. Đêm chị không ngủ hay gì? Là Vinh Tài Thiếm đó. Là sống về đêm là Vinh Tài Thiếm. Vinh Tài Thiếm. Nghe quen ta. À, thì ra là chị ở đâu cạnh Châu Đốc đi xuống hả? Đúng không? Không biết à. Thì em đón đại gì đó mà. Đón đại biết đâu trúng thì sao? Mà trúng không? Không biết trúng không. Anh có thử qua chưa? Thử cái gì chị? Anh hỏi chúng em đó, anh có thử qua chưa? Là cái chỗ chị đến đó ha. Không phải. Chứ anh sao? Nói cái gì chúng không đó. Thì tại chị nói là cái em hỏi là anh có thử chưa? Là chị nói là chị cái gì Vinh Thầy Thiếm rồi em mới đoán là ở Châu Đốc đúng không? Vinh Thầy Thiếm thì ở chỗ đó. Vinh Thầy Thiếm đi nữa. Dạ. Sao? Tôi chưa biết cái chỗ đó nữa. Vậy hả? Tôi muốn hỏi anh Vinh Đài Thiếm nó nằm ở đâu. Ủa em cũng không biết luôn, em chỉ cũng chỉ đoán gì đó em nghe chị nói. Anh có điện thoại anh mở lên, anh coi anh bấm địa chỉ anh vẽ giùm đi tới đó coi. Chị tính đi hả? Rồi. Xa. Bao nhiêu cây số đó. Dạ. Xa lắm à. Dạ. Rồi thôi bây giờ này để tiếp tục em chị bây giờ như là ở đây em thấy có hai chú thỏ ha. Dạ. Là buổi tối thì sao, hai chú thỏ thì ngủ ở đâu? Tối nay là em dẫn nguyên chiếc xe đạp vô trong mồm. Trời ơi. Dạ. Dẫn vô mồm luôn. Cho hai chú thỏ ngủ mũi nó khỏi cắn. Vậy. Dạ. Dẫn vô mồm ngủ cho mũi khỏi cắn luôn. Dạ dạ. Rồi. Chú gà cũng ngủ ở trong mồm. Rồi bây giờ chị cho hai chú thỏ ăn cái gì? Hai chú thỏ thường thường người ta ăn củ cải đỏ đúng không? Còn này em cho hai củ cải đỏ, em cho cải trắng. Ăn
củ cải trắng ha. Là ở đây ăn mình... ăn củ cải trắng nó nhiều nước hơn. Dạ. Thấy rồi. Dạ. Cũng mới nghe củ cải trắng có nhiều nước hơn ha. Dạ. Dạ. Thì cô chú anh chị ơi, thì chị đây thì cũng không biết là chị từ đâu đến đây. Và không biết đi về đâu. Thì nói chung thì bây giờ khi chị đi đến đây thì chị thấy cái nơi đây là một cái cơ quan cũ của chính phủ bỏ hoang đó. Chị vào đây sống tạo, mà nghe chị nói là ở đây không dài người ta cũng đến và đủ chị kiểm cho chị đi. Dạ, thấy cũng tội nghiệp đáng thương. Thì Thanh Liêm cũng mong rằng á, sau khi Thanh Liêm chia sẻ những cái video này lên cộng đồng, nếu như người nhà, người thân mình có ai xem qua và thấy được hình ảnh thì hãy liên hệ với Thanh Liêm để Thanh Liêm sẽ đưa cho người thân đến đây để tìm chị. Thì trên đó Thanh Liêm cũng có để số điện thoại của mình đó, thì cả nhà nếu mà ai có muốn tìm được lại chị đó, thì khi xem qua cái video này á, thì hãy liên hệ với Thanh Liêm ngay cả nhà, nhớ like chia sẻ hộ giúp Thanh Liêm. Buồn hả? Không có buồn, thì anh nói rồi. Em giờ cũng đâu biết nói gì đâu. Không biết nói gì luôn. Dạ. Bây giờ em hỏi cái này hỏi tới vậy nha. Dạ, anh bây cứ giờ, hỏi. Bây giờ chị nói cái anh gà trống đó là chồng của chị. Dạ. Rồi chị nếu vậy rồi sống như vậy rồi chị có tính sanh cho ảnh không? Có. Có luôn. Rồi sao sanh? Sanh nhà anh rất là dễ. Sao dễ, chị nói em nghe coi. Em chỉ cần đi chơi thôi là ảnh đã có con à. Một câu nói vui là chị chỉ cần đi chơi thôi là ảnh đã có con rồi. Ok. Dạ. Mà giá tỷ anh muốn con giống như ảnh rồi sao? Mà ảnh được thôi. Vẫn được luôn. Dạ. Mình ra chợ mình mua cho ảnh một đứa hay sao? Không có. Làm gì em đi chợ mà mua. Em đi chơi, em mới mà em đi chơi. Em đi chơi sẽ có một cái gà trắng để cho ảnh thôi. Ủa mà nãy chị nói là năm nay là sắp mấy 70 tuổi thì đâu còn sanh được nữa đâu. Thì bởi vậy em mới đi chơi. Mới có mấy con chú gà con cho ảnh. Ồ, thì là cái đó mình đi ra ngoài mình nhặt về. Không có nhạc luôn nữa. Chứ sao có. Không có nhạc luôn nữa. Dạ. Yeah. Anh nghĩ sao em có cái con đó mà anh nói. Thì cho bây giờ em không hiểu nè, cho nên em mới hỏi nè. Em không hiểu á, thiệt á. Cho nên chị nói cho em nghe đi. Chị nói, chị giải thích cho em nghe đi. Thì em hỏi, em nói rồi đó. Em có con đó đâu mà anh hỏi. Em có con đó anh ấy hỏi. Em không có con đó làm sao em hỏi. Có những gì sơ xuất gì mong cả nhà bỏ qua nha cả nhà. Đây là anh gà trống Thanh Liêm, chị ôm chị ngủ nè. Thấy chị đeo trong cổ của chú gà này đó là một sông chuỗi nữa. Mà chị nói với chú gà này nó ngộ một cái là chân nó chỉ có ba móng. Nhưng mà mình thấy thì nó cũng đúng như thôi, chứ không có lạ thường gì hết. Ngoài nhìn mây cái hơi trong nắng đã tan nhiệt độ. Chân trên nơi chị đợi. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Thanh Liêm nha cả nhà, để nhận được những video mới nhất về kênh của Thanh Liêm Long Xuyên nè, để đi tìm hiểu về chia sẻ những hoàn cảnh cuộc sống xung quanh chúng ta.